Tranh sơn mài có cái lý riêng của nó. Tranh không có đề tài. Đề tài chính là chất liệu sơn mài. Các họa sĩ không sử dụng sơn mài cũng sẽ không hiểu được rõ cái lý của sơn mài, cũng như ngôn ngữ nghệ thuật của sơn mài. Nên họa sĩ sơn mài có nhiều khả năng được tự do hơn, vượt qua truyền thống và hiện đại, tự mình tìm thấy những gì phù hợp nhất với cá tính riêng để biểu hiện thành tác phẩm khác biệt. Cái điều quan trọng tôi nghĩ là cái đóng góp của sơn mài nó đã có đúng một vai trò quan trọng rất lớn trong khuôn mặt của mỹ thuật Việt Nam nói chung và hội họa Việt Nam nói riêng. Tôi là người yêu sơn mài bằng tất cả, bằng tâm hồn. Thì tôi muốn đưa một câu chuyện một người nghệ sĩ lao động và đi tìm kiếm cái khao khát, cái hành trình sơn mài. Để thực hiện cái hành trình ước mơ đấy thì nghệ sĩ cần có đức tin. Và khi cái đức tin đấy sẽ dẫn cho chúng ta bước đi cái hành trình và cái lộ trình ta đã vạch ra. Khi chúng ta đã đam mê, đã có ước mơ, đã khao khát thì mọi khó khăn thì chúng ta có thể trải qua. Không phải là bột phát, không phải là nổ ứng. Những người đấy không bao giờ vẽ được tranh sơn mài. Tranh sơn mài nó đòi hỏi một sự tinh thần gần như là tinh thần thép. Chất liệu riêng biệt để biểu đạt những cái suy nghĩ và những cái mong muốn của mình trong hội họa trên cái nền tảng, trên cơ sở học vấn và trên những cái học thuật nền tảng của người phương Tây. Đó là sự kết hợp rất là kỳ diệu. Và các họa sĩ Việt Nam đã thăng hoa cùng sơn ta và những màu sắc rất thiên nhiên như son, then, cánh rán, vỏ trứng, để thoát khỏi cái tĩnh trăm năm trang trí, để tới với cái động, phóng khoáng tự do của hội họa, mở rộng các khả năng biểu hiện những cảm xúc tinh tế nhất mà người họa sĩ có thể rung động trước thiên nhiên, sự vật và những giá trị nhân văn cao cả. Cái chất liệu sơn mài nó đã là một cái chất liệu đầy nội lực và đầy những cái cảm xúc. Đấy là nó thể hiện cái tư duy trừu tượng của họa sĩ. Đó là cái mà Lunetak muốn khẳng định, muốn đưa cái tầm vóc của chất liệu sơn mài xa hơn nữa, được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn nữa. Cũng là cái sự minh chứng cho cái việc công phu siêu tầm của Lunetak.